Thưa quý vị, bà Nguyễn Thị Hồng, giám đốc công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc là một trong 9 nữ nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021. Bà Hồng xuất phát điểm từ một cử nhân tốt nghiệp khoa công nghệ sinh học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội. Bà là một trong những người đầu tiên nghiên cứu và phát triển thành công mô hình nuôi trồng và chế biến đông trùng hạ thảo tại Việt Nam. Thời gian đầu, toàn bộ công nghệ trồng đông trùng gần như chưa có và phải tự mày mò. Tuy nhiên, sau một thời gian học hỏi từ thực tế, tìm hiểu các quy trình công nghệ, hiện Dược thảo Thiên Phúc đã hoàn thiện quy trình công nghệ cao đưa vào nuôi trồng đông trùng hạ thảo. Bà Nguyễn Thị Hồng cho biết sau nhiều lần thất bại, bà đã tự đúc rút được nhiều kinh nghiệm trong việc điều chỉnh các thông số nhiệt độ, ánh sáng, độ ẩm phù hợp trong quá trình nuôi trồng nấm. Năm 2013, Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã hỗ trợ công ty của bà triển khai dự án hoàn thiện công nghệ sản xuất quả thẻ đông trùng hạ thảo với nguồn cơ chất tổng hợp an toàn sẵn có ở Việt Nam trên quy mô công nghiệp. Công ty cũng đã chủ động được nguồn giống đông trùng hạ thảo. Đây là giống bản địa được lấy từ đỉnh Phan Xipang thuộc dãy Hoàng Liên Sơn, có khả năng sinh tồn tốt, ít bị thoái hóa. Hàm lượng hoạt chất Codicepin trong đông trùng thành phẩm của công ty lên đến 10 mg trên gam, gấp gần 30 lần so với thời điểm ban đầu. Hiện nay, Dược thảo Thiên Phúc cũng đã hoàn thiện quy trình công nghệ cao đưa vào nuôi trồng đông trùng hạ thảo, mở rộng hai cơ sở nuôi cấy trên địa bàn huyện Chương Mỹ, Hà Nội và thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với tổng diện tích 15.000 m². Đưa lai giống Việt Nam với các cái giống khác để có một cái giống vừa tính trạng là hàm lượng cao này, vừa nó khỏe. Đây thì chúng ta sẽ sử dụng các cái bào tử nó đã lên men, các cái sợi nấm đã lên men hoàn toàn rồi. Khi sợi nấm lên men thì chúng ta gọi là giống dịch. Khi cái giống dịch này chúng ta khi mà có giống dịch nấm thì chúng ta sẽ cấy từ từ như các bạn đang làm đây là cấy qua cái các cái kẽ, các khe, các cái đốt của con nhộng. Đúng rồi. Chúng ta sẽ được cố gắng là cấy là đốt ở giữa, ví dụ như thứ ba thì cổ trở xuống thì sẽ là tốt nhất. Thiên Phúc là một công ty có cái dự án cấp quốc gia về đông trùng hạ thảo, và thứ hai nữa là đông trùng hạ thảo của Thiên Phúc thì làm những cái đi tiên phong trong cái việc mà nuôi cấy thành công tại Việt Nam về đông trùng hạ thảo. Và đặc biệt là cái thành phần đông trùng hạ thảo trong các cái sản phẩm đó nó có tác dụng nâng cao sức đề kháng và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể, và cái điều đặc biệt là nó có đủ cái tính pháp lý của sản phẩm. Sản phẩm đông trùng hạ thảo của Dược thảo Thiên Phúc được bình chọn là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2015 do Trung ương Hội Nông dân tổ chức. Đồng thời, 2 năm liên tiếp được bình chọn là hàng Việt Nam được người tiêu dùng ưa thích năm 2021-2022. Tôi biết đến đông trùng hạ thảo này từ trên truyền hình và tôi cũng bắt đầu đi tìm hiểu và cũng có những cái dùng thử đấy về cái Thiên Phúc này. Khi sử dụng thì vừa mình sử dụng và cho một số người nhà sử dụng thì để cảm nhận là nó nâng cao cái thể trạng và tăng đề kháng rất tốt, nhất là trong mùa dịch vừa rồi hiệu quả rõ lắm. Theo định hướng phát triển giai đoạn 2021-2025, Dược thảo Thiên Phúc sẽ mở rộng quy mô nuôi trồng 500 kg một mẻ đông trùng hạ thảo và có tính liên tục gối đầu. Bên cạnh đó, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng giống để đẩy mạnh sản xuất, gia tăng giá trị sản phẩm.